Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. JS 105 kích chú cái mập hai thì trong cái bản nâng cấp chàng trên Rainbow cách điều. Do không được sản xuất nữa nên giá bán của mẫu hai thì JS 105 hiện nay rất cao, với chi phí bỏ ra hơn 200 triệu đồng. Tuy giá cao nhưng mẫu xe này lại rất được anh em chơi xe yêu thích, không chỉ mua bời tỷ lệ hàng ngày. Mẫu xe này còn được những anh Baker thích độ chế lại với nhiều nâng cấp giá trị, làm cho cái chiếc JS trở nên đẹp mắt và hơn rất nhiều so với phần nguyên bản. Chàng đầu được người chủ của nó khoét nhẹ phần mũ để không gây cạ cứng trong quá trình thao lắp hay vận hành sau khi cái bộ cụm phanh và con hoàn toàn mới. Bên trái là cụm tiếp em của Domino, bên phải là cụm thắng Rainbow phiên bản Costa, nâng cấp từ dòng AZ19, ngoại hình đẹp hơn rất nhiều so với mẫu cũ, tạo màu bằng ốc titan vô cùng nổi bật. Hãy giúp cho mình cụm tăng tốc Domino đen hay gà nhằm cút ngắn hành trình cho chiến mã để bay nhanh hơn. Trang bị trợ lực Magic kẹp sườn hành trình 110mm đi cùng với 16 nấc tăng chỉnh nền nhẹ khác nhau để hạn chế tối đa tình trạng xe lắc phần đầu cho độ cao, nhất là trong những cái đoạn đường thẳng. Chàng chân trước được bao phủ với sự sang trọng từ những món đồ chơi đắt tiền như hệ dòng Rainbow Felix 2mm đế xứng đi cùng với dòng heo đỏ bấm đầu full ngắt CC, ôm theo cái những đường cong của vỏ phục trong rất từng tới. Cái đĩa thắng Rakotec được bắt vào bầm Daytona thông qua thất vọng CC. Phía sau là những góc ảnh về chiếu hệ dòng Rainbow Felix 2mm đế xứng được làm phát xe ngược xuống dưới tự như cái dòng phần lớn tương áp dụng, và người chủ lựa chọn cho mình đĩa Traver kích thước 220 to lớn để giúp phần mặt bố ăn hết đĩa nhằm tối ưu cái lực phanh trong chiếc xe khi tăng cấp. Để bên truyền tải lực phanh sao tốt hơn, người chủ hướng tới dùng cái bên đạp Rainbow đi cùng với cái phần phát nối CNC, mục đích thao lắp dễ dàng mà không cần cắt hàng một chi tiết nào trên sườn xe. Hệ thống che sau là phục ni trinh bình dầu rời, một dòng sản phẩm đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với tông màu xanh riêng biệt nên khó nhầm lẫn với những dòng sản phẩm khác, đem lại khả năng đàn hồi nhẹ nhàng và êm ái chống xe lắc bộ của độ cao. Ngắm nhìn cái chiếc siêu phẩm hai thì trong cái dàn chân Rainbow đầy chất lượng. Exeter 135 độ cực khủng từ trong ra ngoài với cái dàn đồ chơi đắt tiền. Cái chiếc Exeter 105 với động cơ khỏe, kiểu dáng thể thao, nam tính đã khuynh đảo thị trường xe Việt trong thời gian rất dài, được mệnh danh là vua xe đường phố. Tuy nhiên, từ sức ép hỗn năng chiếc Exeter buộc phải nâng cấp lên bản 150 khối với nhiều công nghệ vượt trội hơn. Thế nhưng, cái mẫu Exeter 105 hiện nay vẫn còn có chỗ đứng riêng cho mình trong lòng những tay chơi xe đất Việt. Khác với những bản độ thông thường, tay chơi hôm nay hướng tới dùng cho mình đồng hồ Casio đa chức năng, làm cho chiếc Exeter thêm chút hầm hổ và khi sử dụng đồng hồ cơ của cái dòng Spark để chiếc xe trông vẫn là khác nhưng vẫn được giữ nét đẹp nguyên bản của dòng xe hơn 10 tuổi này. Trang bị trợ lực là Magic kẹp sườn với hành trình 110mm đi cùng với 16 chỉnh nặng nhẹ để chống chặt đầu xe cho bậc cao. Phần Tacon phiên bản tiếp em đời cũ có mức giá bán khoảng 2 triệu đồng. Đây là có combo xuất xứ đến từ Domino của Ý, ở dụng được cho đa dạng những dòng xe dễ dàng thay thế. Ngoại hình cực kỳ thon gọn nên cái phần nhựa bóng không cần cắt phết bất kỳ góc cạnh nào. Ở dụng cho mình cụm thắng Rainbow Asset để đảm nhiệm chức năng kiểm soát phanh hành trình bánh lái trước của chiếc xe. Những chi tiết bắt vào phần dây đồng, ốc gió vân đều được thay mới bằng cái điều ốc kỳ năm, điện phân lên cái màu, và bên cạnh đó còn có cụm tăng tốc Domino vàng đi cùng với hai ống ga titan để cút ngắn hành trình dây ga cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Dàn chân ở dụng trên mình hay dòng Rainbow lục lớn đi cùng với điểm Jaffer 210 để làm đẹp cũng như gia tăng lực phanh cho cái dàn chân trước. Lốc máy được bắt thêm cái bộ nắp lọc nhất Rainbow với cấu tạo mica trong suốt cho người dùng có thể nhìn ngắm được tình trạng hoạt động của nhớt để xử lý có cái sự cố bên trong. Hai thở ở dụng trên mình cái bộ tăng AM phiên bản Titan kết hợp cùng chất liệu cổ cũng tương tự, đem lại sự liên kết vô cùng tinh tế. Không chỉ đẹp về mặt ngoại hình, ống xả còn đem lại thích âm thanh quy luật tránh xe bỏ khi người chủ của nó lên ga lớn, góp phần tạo nên cái sự chú ý để xe di chuyển trên những cung đường. Hệ thống che sau phải dùng cho mình phục hoa điên bình dầu rời để tăng thêm sự nổi bật cho chiếc xe.
đem theo khả năng giảm sốc lực cực kỳ mãi, không bị sành lắc vào cua độ cao. Sản phẩm được bán ra với mức giá khoảng là 10 triệu đồng một cây và được rất nhiều biker trên xe chỉ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã giờ clip này được tiếp, nhớ like, share, subscribe.